mừng các tư vấn viên tài năng và sáng giá. Bạn đã hoàn thành khóa đào tạo thành công từng bước. Thầy Hoàng Gia Phong, người thầy tận tâm tâm, chúng ta hát lên kính trọng và tôn vinh. Từng buổi học, từng giờ phút rèn luyện, các tư vấn viên đã nỗ lực không ngừng tiến bước. Kiến thức và kỹ năng đã trải qua thách thức. Giờ đây bạn tự tin sẵn sàng phục vụ khách hàng. Tư vấn viên ưu tú biết lắng nghe và tận tâm, mọi người tin tưởng bạn sẽ luôn ở đây dẫn dắt khách hàng, bảo vệ tài sản và tương lai. Các tư vấn viên của chúng ta là những người anh hùng thực sự. Bảo Việt Nhân Thọ đội ngũ mạnh mẽ, nhờ vào các tư vấn viên chúng ta tỏa sáng rạng ngời. Khánh Hòa giàu mạnh nhờ các bạn, chúc mừng thành công với tình yêu và lòng trân quý. Chúc mừng các tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Khánh Hòa. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trở thành nguồn động viên và sự tự tin cho khách hàng và cộng đồng, mang lại những giá trị thực sự trong lĩnh vực bảo hiểm. Bảo hiểm. Chúc mừng các tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Khánh Hòa. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trở thành nguồn động viên và sự tự tin. Chúc mừng các tư vấn viên tài năng và sáng giá. Bạn đã hoàn thành khóa đào tạo đại lý vàng. Hoàng Gia Phong, người thầy tận tâm, chúng ta hát lên kính trọng và tôn vinh. Từng buổi học, từng giờ phút rèn luyện, các tư vấn viên đã nỗ lực không ngừng tiến bước. Kiến thức và kỹ năng đã trải qua thách thức. Giờ đây bạn tự tin sẵn sàng phục vụ khách hàng. Tư vấn viên ưu tú biết lắng nghe và tận tâm, mọi người tin tưởng bạn sẽ luôn ở đây dẫn dắt khách hàng, bảo vệ tài sản và tương lai. Các tư vấn viên của chúng ta là những người anh hùng thực sự. Việt Nhân Thọ đội ngũ mạnh mẽ, nhờ vào các tư vấn viên chúng ta tỏa sáng rạng ngời. Khánh Hòa giàu mạnh nhờ các bạn, chúc mừng thành công với tình yêu và lòng chân quý. Chúc mừng các tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Khánh Hòa. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trở thành nguồn động viên và sự tự tin cho khách hàng và cộng đồng, mang lại những giá trị thực sự trong lĩnh vực bảo hiểm. Tài năng và sáng giá, bạn đã hoàn thành khóa đào tạo đại lý vàng. Thầy Hoàng Gia Phong, người thầy tận tâm, chúng ta hát lên kính trọng và tôn vinh. Từng buổi học, từng giờ phút rèn luyện, các tư vấn viên đã nỗ lực không ngừng tiến bước. Kiến thức và kỹ năng đã trải qua thách thức. Giờ đây bạn tự tin sẵn sàng phục vụ khách hàng. Tư vấn viên ưu tú biết lắng nghe và tận tâm, mọi người tin tưởng bạn sẽ luôn ở đây dẫn dắt khách hàng, bảo vệ tài sản và tương lai. Các tư vấn viên của chúng ta là những người anh hùng thực sự. Bảo Việt Nhân Thọ đội ngũ mạnh mẽ, nhờ vào các tư vấn viên chúng ta tỏa sáng rạng ngời. Khánh Hòa giàu mạnh nhờ các bạn, chúc mừng thành công với tình yêu và lòng chân quý. Chúc mừng các tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Khánh Hòa. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trở thành nguồn động viên và sự tự tin cho khách hàng cộng đồng, mang lại những giá trị thực sự trong lĩnh vực bảo hiểm.